Xin chào quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Tin cực kỳ khẩn cấp, ông Tập Cận Bình toát hết mồ hôi khi hôm qua hải quân của nước Anh nổi đóa cho phóng tên lửa bắn cháy 3 máy bay Trung Quốc ở Biển Đông để trả đũa chính quyền Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng của nước Anh, cũng là hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày hôm qua, một tàu chiến cỡ lớn mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường đã rẽ sóng tiến vào Biển Đông để thực hiện việc tự do hàng hải, đồng thời tuân duyên tuần tra quanh vùng biển này theo lịch trình đã ký kết với cả đồng minh Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, khi nó đi qua 7 hòn đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông, thì bất ngờ bị 3 máy bay do thám J-11 và J-15 của phía Bắc Kinh bay lượn xung quanh con tàu chiến của Hải quân Anh để uy hiếp, đồng thời ra tín hiệu cảnh báo, xua đuổi con tàu chiến nói trên, không được đi vào phạm vi 12 hải lý quanh các quần đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang cho đồn trú ở ngoài Biển Đông, và nhận thấy điều nguy hiểm nó trên, tàu chiến của Anh đã cho bể lái để đi về một cảng biển của Malaysia. Nhưng thật bất ngờ, 4 chiếc máy bay do thám nó trên của phía Trung Quốc vẫn đeo đuổi, bám theo để theo dõi, đồng thời chúng định chĩa súng bắn đạn thật lên phía tàu của Anh. Nhận thấy sự nguy hiểm đang bùa vây, một đô đốc chỉ huy của chiến hạm Anh đã quyết định cho thủy thủ đoàn phóng liên tiếp 6 quả tên lửa, thiêu rụi 3 chiếc máy bay J-11 của phía Trung Quốc. Thấy sự nổi đóa của Hải quân Anh, một chiếc máy bay J-15 còn lại của phía Bắc Kinh đã cho tháo chạy, tẩu thoát mất. Thưa quý vị, ngay sau đó, hãng tin Reuters đã trích dẫn lời người phát ngôn trưởng Bộ Quốc phòng của Anh cho biết, tàu khu trục cỡ lớn của chúng tôi được trang bị rất nhiều vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất trên thế giới. Được biết nó còn chở theo rất nhiều tên lửa tầm trung, tên lửa diệt hạm để tiến vào Biển Đông là để tuần tra, tuần duyên vùng biển này theo đúng cam kết với cả đồng minh Mỹ và Nhật Bản. Chúng tôi nhận thấy rằng, trong thời gian vừa qua Biển Đông đang có những diễn biến hết sức phức tạp, mà nguyên nhân chính gây ra đụng độ trên không ai khác ngoài phía Trung Quốc. Và đúng như nhận định, hải quân của chúng tôi đã tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm nói trên mà phía Trung Quốc đang gây ra với cả hải quân của Anh. Bộ trưởng Quốc phòng phòng của Anh có vẻ rất tức giận khi ông tiếp tục nói rằng, chúng tôi cảm thấy rất bất bình với phía Trung Quốc, vì tàu của chúng tôi có quyền thực hiện tự do hàng hải ở ngoài Biển Đông. Chúng tôi có nghĩa vụ và sứ mệnh bảo vệ tuyến hàng hải của thế giới. Chúng tôi xin nhắc lại và nhấn mạnh rằng, Biển Đông là vùng biển chung của thế giới. Vậy cứ làm sao phía Trung Quốc lại có quyền đòi hỏi đem máy bay, bắn đạn thật, uy hiếp, ngăn cản tàu của chúng tôi? Biển Đông có phải là của riêng Trung Quốc đâu mà họ lại bành trướng như vậy? Vì những điều vô lý và sai trái nói trên, chúng tôi đã quyết định cho phóng tên lửa, bắn hạ 3 máy bay của phía Trung Quốc. Một là để cảnh cáo, răn đe phía Bắc Kinh, hai là Hải quân Hoàng gia Anh muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng, chính phủ Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bắt nạt, bành trướng, ngông cuồng coi trời bằng vung ngay lập tức, nếu không Bắc Kinh sẽ phải nhận một kết cục được cho là đau thương. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, ngay sau khi tàu chiến của Anh phóng tên lửa bắn cháy 3 chiếc máy bay quân sự của chính quyền Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích phản đối gay gắt hành động gây chiến của Hải quân Anh, và trong một tuyên bố vào ngày hôm qua, bà Hoa Xuân Oánh nói rằng, chúng tôi kịch liệt phản đối hành vi gây hấn trên của phía Hải quân Anh ở Biển Đông, nhất là việc tàu chiến của Anh bắn rơi 3 chiếc máy bay không quân của Trung Quốc. Hành động trên của Anh là không thể nào chấp nhận được. Chúng tôi đang cho tiến hành điều tra và xác minh, đồng thời lên phương án sẵn sàng đáp trả Hải quân của Anh một cách mạnh mẽ nhất. Chúng tôi yêu cầu Anh và các nước đồng minh thân cận của Anh như Nhật Bản và Mỹ phải tôn trọng vùng biển của Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Oánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng, lịch sử 2.000 năm về trước đã minh chứng, các quần đảo lớn bé ở Biển Đông đều là của Trung Quốc. Chúng tôi quyết không để mất một tấc đất, một mét vuông biển nào cho kẻ thù, bất kể ai, bất kỳ một nước nào, dám đem tàu thuyền xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế, vào phạm vi đường lưỡi bò, xâm phạm vào vùng 12 hải lý xung quanh 7 hòn đảo nhân tạo mà chúng tôi đã mất công bồi đắp ngoài Đông, thì đều bị bắt giữ, tịch thu, trừng phạt, hoặc có thể bị đánh sập. Đó là lời phát biểu mạnh miệng của bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình. Còn tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết, trong một cuộc họp báo gấp vào chiều ngày hôm qua ở thủ đô Bắc Kinh, sau khi 3 chiếc máy bay của phía Trung Quốc bị bắn cháy ở ngoài Biển Đông do Hải quân của Anh gây ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa đã lên tiếng nói với truyền thông của Bắc Kinh và truyền thông của quốc tế rằng, tình hình Biển Đông hiện giờ đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan, đặc biệt các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Australia, cũng như một số nước khác ở khu vực Đông Nam Á, hãy tôn trọng Trung Quốc, tôn trọng luật pháp của Bắc Kinh và luật pháp của quốc tế, đặc biệt là tôn trọng phạm vi đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc đã cho cắm mốc, bao đạc ở ngoài Biển Đông.
được tất cả các nước trên thế giới này thừa nhận. Chúng tôi yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao của Anh, cũng như Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của các nước kể trên phải nhanh chóng cho rút toàn bộ tàu sân bay USS, tàu khu trục, tàu chiến, tàu đánh cá ra khỏi vùng biển nói trên của phía Trung Quốc. Chúng tôi chính thức tuyên bố rằng, hành động của tàu chiến Anh ngày hôm qua là vi phạm nghiêm trọng đến quyền chủ quyền, quyền tài phán và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng tôi yêu cầu chính phủ của Anh bồi thường thiệt hại, nếu không Bắc Kinh sẽ có những biện pháp cứng rắn để đáp trả mạnh mẽ, và khi đó nước Anh sẽ phải hứng chịu những đòn trả đũa mạnh tay, thưa quý vị. Theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết, trong thời gian vừa qua, tàu sân bay, tàu tuần duyên, tàu khu trục, tàu trinh sát và máy bay ném bom, máy bay chiến đấu của Mỹ, của Italia, của Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã thay phiên nhau thường xuyên xuất hiện dày đặc ở ngoài Biển Đông để thách thức chủ quyền vô lý của phía Trung Quốc, đồng thời răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình để bảo vệ đồng minh, bảo vệ các đối tác chiến lược trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đúng như lời cam kết trước đây của chính phủ Mỹ, cũng như các nước lớn trên thế giới là bảo vệ Việt Nam, bảo vệ các nước trong khu vực, bảo vệ tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất trên thế giới ở Biển Đông. Trước những mối đe dọa xâm lăng từ phía Bắc Kinh, thưa quý vị, ngay tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn thắc mắc, đặt ra câu hỏi rằng, trên thế giới Mỹ hoặc Triều Tiên đánh Trung Quốc là điều đương nhiên và khỏi bàn rồi, nhưng sao bây giờ lại đến lượt các nước ở châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha ra tay trừng trị Trung Quốc? Thì xin thưa với quý vị rằng, tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, hiện châu Âu nói chung và các nước như Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức nói riêng đang rất căm phẫn phía Trung Quốc, bởi vì những nước này đang phải gánh chịu một hậu quả đau thương do con virus mang tên Vũ Hán gây ra. Con virus nói trên nó không những làm tê liệt châu Âu, mà còn hủy hoại, làm đảo lộn tất cả nhịp sống ở hầu hết các nước thuộc châu lục này. Cho nên Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan, trong những ngày vừa qua, họ đã rất tức giận phía Trung Quốc. Các nước trên liên tục chỉ trích và muốn ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết, thiệt hại do con virus mang tên Vũ Hán gây ra cho châu Âu là không thể nào đong đếm được, bởi hiện tại châu lục này đang phải gồng mình lên để chống đỡ với cả đại dịch. Các nước như Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha cho rằng sau khi khống chế được đại dịch này, họ sẽ đồng loạt hỏi tội Trung Quốc, vì ngay từ đầu họ cho rằng chính phủ của Bắc Kinh đã không ra thông báo rộng rãi cho cộng đồng thế giới biết về dịch bệnh. Chính phủ của Trung Quốc cũng đã không ra tay quyết liệt để sổng con virus mang tên Vũ Hán đi ra ngoài thế giới, để bây giờ nó mang ra rất nhiều đau thương cho nhân loại. Tính tới thời điểm hiện đại, trên thế giới đã có tổng cộng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có người nhiễm con virus của Trung Quốc. Một sự thật hết sức đau lòng, người ta chỉ tưởng tượng trong phim truyện, ở trong những cuốn phim hủy diệt trước đây người ta xem, chứ thực tế thì người ta không bao giờ tưởng tượng được ra sẽ có một ngày như ngày hôm nay. Một con virus, một tác hại vô hình đã gây ra rất nhiều đau thương thế giới này trong những tháng vừa qua, và hầu như rất nhiều ý kiến cũng như các nước trên thế giới ủng hộ Mỹ, ủng hộ các nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc. Sau đại dịch này sẽ ra tay trừ khử Trung Quốc, trừng trị Bắc Kinh, bởi vì chỉ có như vậy mới đem lại bình yên cho thế giới. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Tình trạng hạn hán ở các hồ thủy điện ngày một trở nên báo động. Phần lớn các hồ thủy điện đã ở mực nước chết, không thể tiếp tục sản xuất điện năng được nữa. Thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ đã gần mực nước chết, thủy điện Hòa Bình chỉ có thể phát điện vào vài ngày tới. Vừa nắng nóng vừa mất điện, cuộc sống sinh hoạt và lao động của biết bao nhiêu người rơi vào cảnh lao đao bí bách. Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ tiệm cận mực nước chết, tình hình cắt điện luân phiên tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang là vấn đề gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Nguyên nhân chính dẫn tới vấn đề này đó chính là việc các hồ thủy điện đang đối mặt với việc thiếu nước, mực nước hiện tại đang xấp xỉ mực nước chết. Trước đó, tại cuộc gặp mặt trao đổi với báo chí về tình hình cung ứng điện do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều ngày thứ Tư vừa qua, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, tình hình nắng nóng gay gắt và tác động của hiện tượng El Nino diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước đã làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, kết hợp với tình trạng nước về các hồ thủy điện rất thấp, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng điện trong mùa khô năm nay. Theo đại diện Bộ Công Thương, tính đến ngày thứ Ba vừa qua, hầu hết các hồ thủy điện lớn miền Bắc đã về mực nước chết, gồm Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát, Hủa Na, Thác Bà.
Riêng hai hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đã phải chạy xuống dưới mực nước chết. Ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho nhiều hồ thủy điện ở Nghệ An ảnh hưởng nghiêm trọng, sản lượng phát điện chỉ đạt từ 30 đến 40%. Thực tế cho thấy, dù đã huy động hết công suất, tất cả các nhà máy điện, các nguồn điện trên toàn quốc, nhiều địa phương vẫn phải cắt điện. Mới đây, theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện tỉnh Nghệ An có 22 hồ thủy điện, trong đó có 2 hồ chứa lớn nhất là hồ thủy điện Bản Vẽ và Hùa Na đang ở cận kề mực nước chết, còn lại 20 hồ có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của quy trình vận hành liên hồ chứa. Cụ thể, hồ thủy điện Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, mực nước đã cạn đến mức kỷ lục. Được biết, dung tích hồ Bản Vẽ chứa trên 1,8 tỷ mét khối, dung tích hữu ích từ cao trình 155 m đến 200 m là 1,3 tỷ mét khối nước. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ rất thấp. Thời điểm hiện tại, lượng nước đo được đang đổ về hồ trung bình là 35 m khối một giây, so với thời điểm này của năm 2022 là 105 m khối trên một giây. Đặc biệt, trong 2 tháng qua, trên địa bàn Nghệ An diễn ra nhiều đợt nắng nóng gay gắt, mưa rất ít, nhiệt độ dao động từ 39 đến 42 độ. Có những thời điểm vào đầu tháng 5, trạm quan trắc khí tượng thủy văn ở Tương Dương đo được nhiệt độ nóng 44,2 độ. Có thể nói mức nhiệt độ này được ghi nhận cao nhất cho tới thời điểm hiện tại. Để đảm bảo năng suất cho vụ đông xuân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu thủy điện Bản Vẽ 3 đợt xả nước, đặc biệt trong giai đoạn cuối tháng 4, khi hàng nghìn hecta lúa vụ đông xuân bước vào thời kỳ trổ bông, cần sử dụng một lượng nước lớn. Tuy nhiên, thủy điện Bản Vẽ đang đứng trước tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Theo công ty thủy điện Bản Vẽ, tính đến 8 giờ 26 phút sáng ngày hôm qua, mực nước lòng hồ đang ở mức báo động, chỉ đạt 156,49 m, cách mực nước chết 1,49 m. Hiện nay, nhà máy đang hoạt động 2 tổ máy, lưu lượng xả 200 m khối nước trên một giây. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để phục vụ cấp nước cho người dân gieo trồng vụ hè thu, ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo thủy điện Bản Vẽ cấp nước với lưu lượng 200 m khối trên một giây vào 8 ngày đầu tháng 6 để phục vụ cấp nước cho người dân gieo trồng vụ hè thu. Với thời tiết diễn ra cực đoan như hiện tại, hồ thủy điện Bản Vẽ tiếp tục xả nước theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì sau khoảng 6 đến 8 ngày kể từ ngày xả hồ thủy điện Bản Vẽ sẽ về mực nước chết. Khi hồ chứa về mực nước chết 155m thì nhà máy thủy điện Bản Vẽ chỉ được phát điện với lưu lượng xả bằng lưu lượng về. Theo quy định, chỉ trường hợp đặc biệt do phải đáp ứng an ninh năng lượng mới tiếp tục khai thác hồ dưới mực nước chết. Vì vậy, trong nửa cuối tháng 6 và hết mùa khô, nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng cực đoan thì hạ lưu sông Cả sẽ xảy ra hiện tượng thiếu nước cấp cho hạ du và nguy cơ không đáp ứng đủ điện lên hệ thống, ông Hùng cho biết thêm. Càng về cuối mùa cạn, khi nắng nóng xảy ra trên diện rộng, nhu cầu nước của hạ du tăng cao nên mực nước trong hồ ngày càng xuống thấp. Hiện lượng nước đo được đang đổ về hồ trung bình là 35 m khối trên một giây, so với thời điểm này của năm 2022 là 105 m khối trên một giây. Mùa nắng nóng đầu tháng 6 năm nay, mực nước thủy điện Bản Vẽ xuống thấp nhất từ khi vận hành nhà máy. Chung tình trạng với nhà máy thủy điện Bản Vẽ, nhà máy thủy điện Hùa Na tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, mực nước cũng đang trong tình trạng báo động cạn. Thời tiết nắng nóng, mưa ít khiến nhà máy của Hùa Na có công suất 180 MW, lòng hồ thiết kế có dung tích chứa khoảng 400 triệu mét khối nước. Giờ đây, lòng hồ thủy điện gần ở mực nước chết. Đại diện công ty cổ phần thủy điện Hùa Na cho biết, tính đến trưa ngày hôm qua, mực nước cao trình lòng hồ chỉ đạt 216 m, trong khi mực nước chết là 215 m, còn 1 m là về mực nước chết. Hiện nhà máy thủy điện hoạt động 2 tổ máy, cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia, lưu lượng xả 200 m khối nước trên một giây với thời lượng 5 giờ một ngày, phát điện khoảng 0,5 triệu kWh. Theo dự kiến, với công suất hoạt động như trên, đến hết ngày hôm nay, lòng hồ thủy điện Hùa Na sẽ về mực nước chết, thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài phức tạp. Hệ thống hồ chứa thủy điện ở Nghệ An sẽ gặp nhiều khó khăn, một số nhà máy sẽ phải dừng phát điện, không đáp ứng đủ điện lên hệ thống, đặc biệt là khó khăn cấp nước cho vùng hạ du. Bên cạnh đó, thủy điện Thác Bà, Yên Bái không còn cảnh nước nôi tràn trề, thay vào đó là những hình ảnh khô cạn. Bờ đập giờ đây chỉ còn vết tích của thời nước còn mênh mông. Lần đầu tiên nhà máy thủy điện Thác Bà
phải dừng hoạt động 2/3 tổ máy do thiếu nước. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà chia sẻ, trong âu lo, mực nước tại hồ Thủy điện Thác Bà đã dưới mực nước chết từ ngày 1 tháng 6, do đó hai tổ máy phải dừng phát điện. Tổ máy số 3 hoạt động ở mức tối thiểu nên trong tháng 5 sản lượng điện của nhà máy chỉ bằng 1/10 cùng kỳ của năm 2022, chỉ đạt 2 triệu kWh, trong khi tháng 5 năm 2022 là 20 triệu kWh. Thủy điện Thác Bà không phải là nhà máy duy nhất cạn nước. Báo cáo hôm thứ Năm vừa qua của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Cục An toàn Môi trường Bộ Công Thương cho biết, có tới 11 nhà máy thủy điện trên cả nước dừng phát điện. Thời tiết nắng nóng gay gắt gần đây khiến mực nước ở các hồ thủy điện về xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết, ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp điện. Về mực nước ở Thủy điện Hòa Bình cũng chỉ cầm cự được vài ngày tới. Hiện nhà máy Thủy điện Hòa Bình là thủy điện duy nhất trên hệ thống thủy điện bậc thang sông Đà còn khả năng cung ứng điện. Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua, do thiếu hụt nguồn nên thủy điện thường huy động công suất ở mức cao. Mực nước hồ xuống khá nhanh do hầu như không có nước về trên lưu vực sông Đà. Thủy điện Sơn La thì đã xuống mực nước chết, không còn khả năng cung cấp nước bổ sung cho hồ Hòa Bình. Vào 17 giờ chiều thứ Năm vừa qua, mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình chỉ còn 103,45m, giảm gần 6m so với cách đây 2 tuần, trong khi lưu lượng nước về hồ chỉ khoảng 40m khối trên 1 giây. Theo ông Vương, hiện nay 8 tổ máy sẵn sàng vận hành, nhưng nhà máy phải điều chỉnh theo giờ yêu cầu của hệ thống. Có thời điểm tối đa là 1920MW. Có thời điểm phát thấp, nếu cứ tiếp tục khai thác cao thì mực nước hồ sẽ tiếp tục xuống nhanh. Cột áp phát điện sẽ không đủ định mức, ảnh hưởng đến khả năng phát công suất tối đa của nhà máy. Ông Vương cho hay, hiện nay lượng dự trữ công suất miền Bắc của các nhà máy thủy điện khác hầu như không còn, lượng nước về trên lưu vực sông Đà trong tháng 6 dự báo vẫn thấp. Thủy điện Hòa Bình vừa phải đảm bảo dự trữ công suất, vừa phải đảm bảo dự trữ sản lượng cho thời gian tới. Trước tình hình đó, chúng tôi phối hợp cùng với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia sẵn sàng vận hành với các kịch bản theo yêu cầu của Hệ thống Điện Quốc gia. Ông Vương nói và cho biết nếu vận hành liên tục tối đa thì khoảng mai, ngày kia, Hồ Hòa Bình sẽ xuống mực nước chết là 80m. Việc không thể huy động được nguồn điện từ các thủy điện đã ảnh hưởng tới việc quản lý, vận hành hệ thống điện và cung cấp điện cho sinh hoạt của người dân cũng như sản xuất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Có thể thấy mực nước các thủy điện đang ở mức báo động, mực nước xuống vô cùng thấp khiến việc truyền tải điện năng bằng thủy điện đang bị đe dọa. Nếu tiếp tục kéo dài hạn hán như vậy trong thời gian dài thì đây sẽ là vấn đề khá cân não để có thể giải quyết vấn đề về điện. Trước mắt, một giải pháp quan trọng là cần phải đẩy mạnh tiết kiệm điện. Mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức, giảm tải việc dùng điện để chung tay cùng với cả nước giải quyết vấn đề khó khăn về điện hiện nay. Vâng thưa quý vị, trong thời điểm thiếu thốn điện năng hiện nay, không còn cách nào để giải quyết kịp thời ngoài việc tiết kiệm điện. Mong rằng trong thời gian tới, chính quyền cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ nhanh chóng có hướng giải quyết mới, kịp thời giúp cho người dân vượt qua tình cảnh lao đao vì thiếu điện như hiện nay. Hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhất là khu vực Bắc Mê, Hà Giang 39 độ, Bảo Lạc, Cao Bằng 38,5 độ, Chợ Rã, Bắc Cạn 38 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày sắp tới. Các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ nắng nóng còn duy trì trong ngày mai. Từ ngày kia, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ bắt đầu có xu hướng giảm dần. Từ khoảng chiều tối ngày mai, một đợt mưa rào và mưa dông mới diễn ra rải rác tại hầu khắp các tỉnh thành khu vực của Bắc Bộ. Đợt mưa này có thể kéo dài trong 3-4 ngày, trong đó mưa to tập trung chủ yếu tại các khu vực Trung Du và vùng núi. Trong cơn dông, cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Các tỉnh thành khu vực Trung Bộ, trong những ngày nắng nóng, về chiều tối ở khu vực vùng núi có mưa rào và dông kèm theo nguy cơ về lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Nam với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh, nên hôm nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ, có nơi trên 20mm như là Đắk Xin, Đắk Nông 25mm, phường 3 Bến Tre 26mm, núi Sập An Giang 25mm.
Dự báo trong đêm nay, ngày mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10mm đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong đó mưa to tập trung nhiều vào chiều và tối. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trong ngày tại các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ khá mát mẻ, cao nhất là từ 27 đến 30 độ, còn khu vực của Nam Bộ từ 30 đến 33 độ. Cảnh báo từ ngày mai đến ngày kia, mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có xu hướng gia tăng mạnh, cục bộ có mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các khu vực trũng thấp và lũ quét sạt lở đất tại các khu vực vùng núi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay, ngày mai và 7 ngày sắp tới. Khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các khu vực lân cận tạnh giáo và không mưa. Mưa rào và dông rải rác ở một số nơi tại Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc Sơn La, cục bộ một số nơi ở Điện Biên về đêm có mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại phía Nam Sơn La và Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Các khu vực vùng núi phía Tây Bắc nhiệt độ ở mức thấp hơn từ 23 đến 25 độ. Ngày mai trời nắng nóng, mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi và buổi sáng tại phía Tây Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đến chiều và tối, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại khu vực ven biển của Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và khu vực phía Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình. Cục bộ, một số khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Hưng Yên, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang và Hà Nội. Đến tối và đêm mai, đến rạng sáng ngày kia, một đợt mưa to đến mưa rất to diện rộng tại hầu khắp các tỉnh thành vùng núi phía Bắc. Khu vực phía Tây Bắc Bộ bao gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình. Mưa sẽ gia tăng về đêm và rạng sáng, cục bộ sẽ có những nơi có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng cần phải đề phòng với khả năng xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa nhỏ, mưa rào và dông rải rác ở một số nơi tại Quảng Ninh và Lạng Sơn. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Dự báo từ ngày mai, mưa vừa và mưa to có xu hướng mở rộng ra toàn khu vực của Bắc Bộ và kéo dài tới ngày 17 tháng 6. Trong đó, mưa to sẽ tập trung nhiều vào chiều và tối, đêm và sáng sớm. Từ ngày 18 tháng 6, mưa sẽ có xu hướng giảm nhanh, mưa nhỏ rải rác tại các khu vực vùng núi, cục bộ vẫn có nơi có mưa vừa và mưa to. Dự báo xa hơn, từ khoảng ngày 20 tháng 6, một đợt mưa rào và mưa dông mới sẽ quay trở lại tại các tỉnh thành khu vực của Bắc Bộ, trong đó mưa chủ yếu tập trung tại các khu vực của Trung Du và vùng núi. Từ ngày mai trở đi, nhiệt độ toàn khu vực của Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm từ 2 đến 4 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ và duy trì trong những ngày sau đó. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở tại các nơi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cục bộ một số khu vực của Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa tập trung nhiều vào tối và giảm dần về đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ. Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cục bộ ở một số nơi như Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc, sét và gió giật mạnh. Các khu vực tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trời tạnh giáo và không mưa. Đến tối và đêm mai có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một số nơi tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Khu vực ven biển của Thanh Hóa về đêm và rạng sáng có mưa vừa và mưa to. Khu vực của Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế trời tạnh giáo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo vẫn có những cơn mưa nhỏ,
mưa rào và dông rải rác ở một số nơi tại Thanh Hóa, Nghệ An trong những ngày sắp tới. Từ ngày mai, mưa có xu hướng gia tăng tại Thanh Hóa với nhiều điểm có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối, đêm và rạng sáng và có thể duy trì tới ngày 16 tháng 6. Các khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, từ ngày mai trở đi ban ngày trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa nhỏ và mưa rào chủ yếu tập trung về chiều tối, đêm và rạng sáng. Còn ban ngày trời nắng nóng với mức nhiệt từ 34 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời ít mây, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại phía đông Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Thời gian mưa ngắn tập trung vào tối và giảm nhanh về đêm. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Ngày mai trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Về chiều tối có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, cục bộ ở một số nơi ở phía Nam Bình Thuận có mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng với khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại Quảng Nam, Quảng Ngãi. Đến tối và đêm mai trời tạnh ráo và không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên vẫn có những cơn mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác vào chiều tối tại Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận trong những ngày sắp tới. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên, từ ngày mai trở đi trời nắng nóng và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại phía tây của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông, Lâm Đồng, cục bộ một số nơi ở phía tây Kon Tum, Gia Lai về đêm có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 18 độ. Ngày mai trời nhiều mây và nắng gián đoạn, có mưa nhỏ và mưa rào nhẹ rải rác ở một vài nơi tại Kon Tum, Gia Lai và một số nơi của phía Nam Đắk Nông, Lâm Đồng. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, đến chiều và tối có mưa rào và dông rải rác tại hầu khắp các nơi như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ ở một số tại Đắk Nông, Lâm Đồng và phía Nam Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam ở mức cấp 2, cấp 3. Đến tối và đêm mai mưa giảm, có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một số nơi tại Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng. Cục bộ ở phía tây của Kon Tum, Gia Lai có thể có mưa vừa và mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Các khu vực vùng cao nhiệt độ thấp hơn từ 17 đến 19 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên vẫn có những cơn mưa rào và mưa dông rải rác tại Tây Nguyên trong ngày mai. Cục bộ vẫn có những nơi có mưa vừa, mưa to. Từ ngày kia trở đi, mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Thời gian mưa chủ yếu vào chiều và tối. Tập trung chủ yếu tại phía Nam của Tây Nguyên, nhất là Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ và duy trì trong những ngày sắp tới. Khu vực Nam Bộ trời tạnh ráo và không mưa, có mưa nhỏ rải rác ở một vài nơi tại một số nơi ở Bình Phước, Đồng Nai. Cục bộ một số nơi có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp từ 24 đến 27 độ. Ngày mai, ngay từ buổi sáng có mưa nhỏ và mưa rào rải rác tại An Giang, Long An, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Bình Phước, Đồng Nai. Các khu vực còn lại buổi sáng và trưa phổ biến trời nhiều mây và có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ. Đến chiều và tối có mưa rào và mưa dông với lượng mưa vừa, mưa to sẽ diễn ra trên diện rộng tại cả hai khu vực miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Nhiều nơi có mưa to như tại An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu. Các khu vực phía Tây như là Kiên Giang, An Giang, Long An, Tây Ninh, Bình Phước có mưa nhỏ và mưa rào rải rác ở một vài nơi. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời cũng có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực đô thị, các khu vực trũng thấp, khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Cần Thơ có gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Đến tối và đêm mai, mưa sẽ giảm nhanh, trời nhiều mây, tạnh ráo, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên vẫn còn những cơn mưa rào và dông với lượng mưa vừa, mưa to xuất hiện rải rác trên cả khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ trong ngày mai.
Từ ngày kia thì mưa sẽ có xu hướng giảm, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 30 đến 34 độ. Từ khoảng ngày kia trở đi, nhiệt độ toàn khu vực Nam Bộ sẽ tăng nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Kể từ ngày 26 tháng 5, ở phía Nam đã xảy ra quá trình mưa lớn diện rộng, mưa to đến rất to ở Giang Nam, Nam Trung Quốc, Quý Châu và các nơi khác, kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông và gió giật mạnh. Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu và các tỉnh khác đã hứng chịu 53 người chết và 23 người mất tích. Tính đến 9 giờ ngày 28, tình hình thiên tai theo tỉnh như sau. Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Phúc Kiến, 299.000 người bị ảnh hưởng tại 15 quận thuộc 4 thành phố Tam Minh, Long Nham và Tiền Châu, 43.000 người được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp, 20.000 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, hơn 2.800 ngôi nhà bị sập và 47.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 34.100 ha, trong đó 108.000 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,06 tỷ nhân dân tệ. Tính đến 9 giờ ngày 28, Ban Nội chính tỉnh đã phân phát 3.000 chăn mền, 800 giường cấp, 4.000 quần áo mùa hè, 200 hộp nến, 700 đèn khẩn cấp và các vật liệu khác. Tam Minh, thành phố Long Nhân và các cấp huyện đã phân phát, đã ban hành các quỹ và vật tư cứu trợ thiên tai với tổng trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ, hơn 5.000 bộ quần áo, 2.000 khăn và mền, 100 lều cứu trợ thiên tai, 100 hộp nến, 100 đèn pin, 400 hộp nước khoáng, 200 hộp bánh mì và các loại vật liệu khác đã được phân phát. Theo báo cáo của Cục Dân Chính tỉnh Giang Tây, 1,166 triệu người tại 29 quận thuộc 6 thành phố gồm Nam Xương, Cảnh Đức Trấn và Cám Châu đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 8 người chết, trong đó có 1 người chết do sét đánh, 2 người chết do sạt lở đất đá trôi vùi lấp, 5 người chết do sập nhà, 3 người mất tích, 138.000 người phải di rời khẩn cấp, 69.000 người cần hỗ trợ khẩn cấp, 11.000 căn nhà bị hư hỏng nặng, 37.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng, trong đó 76.000 ha bị phá hủy, thiệt hại kinh tế trực tiếp 1,36 tỷ nhân dân tệ. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Giang Tây và Cục Dân Chính đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp tỉnh cấp 3. Cục Dân Chính tỉnh và Sở Tài chính đã phân bổ 6 triệu nhân dân tệ quỹ trợ cấp thiên tai vào ngày 28. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam, 979.000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại 35 quận thuộc 7 thành phố gồm Chu Châu, Thiệu Dương và Sâm Châu, 2 người chết do sạt lở đất và dòng chảy bùn đá, 45.000 người phải di rời khẩn cấp, 19.000 người cần hỗ trợ y tế khẩn cấp, hơn 1.000 nhà bị sập, hơn 4.700 nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 78,3 nghìn hectare hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 12.000 hectare bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,23 tỷ nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Nội chính tỉnh Quảng Đông, 658.000 người tại 23 quận của 6 thành phố gồm Thanh Viễn, Thiểu Quan, Huệ Châu đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 2 người chết, một trong số đó bị chết đuối, 44.000 người khẩn cấp di rời, tái định cư, 12.000 người cần hỗ trợ đời sống, hơn 200 ngôi nhà bị sập, gần 400 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 29,5 nghìn hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó mất trắng 3,4 nghìn hecta, thiệt hại kinh tế trực tiếp lỗ là 790 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Cục Dân Chính, Khu Tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây, 396 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa tại 32 quận ở 6 thành phố gồm Bách Sắc, Liễu Châu, Hà Trì với 3 người chết, 2 trong số đó do sập nhà và 1 do đuối nước và 30.000 người được chuyển đi tái định cư khẩn cấp. Hơn 5.500 người cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp, gần 900 ngôi nhà bị sập và hơn 3.400 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 26,7 nghìn hecta, trong đó 2,2 nghìn hecta bị mất trắng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 720 triệu nhân dân tệ. Theo báo cáo của Sở Nội chính tỉnh Quý Châu, 266.000 người ở 34 quận huyện trong 9 thành phố quận tự trị bao gồm Lục Bàn Thủy, An Thuận và Tiền Tân Nam đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. 11 người chết, 8 người bị thương và mất tích, gần 4.700 người phải di rời khẩn cấp, hơn 1.000 người cần được hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, hơn 300 ngôi nhà bị sập và 11.000 ngôi nhà bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. 10.000 ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 11.000 ha bị hư hỏng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 480 triệu nhân dân tệ. Trong số đó, vào lúc 11 giờ 29 phút ngày hôm kia, một trận lở đất do mưa liên tục đã gây ra vụ sập nhà ở quận Vân Nham, thành phố Quý Dương, đến nay đã tìm thấy thi thể của 9 nạn nhân, còn 7 người vẫn đang mất tích.
Kính thưa quý vị, vào tháng 5 năm 1982, toàn lưu vực sông Bắc Giang có mưa xối xả kéo dài từ 9 đến 14 ngày, chủ yếu tập trung vào các ngày mùng 10 đến ngày 12, lượng mưa chiếm khoảng 80% tổng lượng mưa. Các trung tâm mưa chủ yếu tập trung ở Quang Dinh, Giang Tun, Trung và Hạ Lưu, Bi Giang, Jingde, Đa Đông, Đa Wan, Heng Sitang và Kuyan Kuyang. Lượng mưa tối đa ở trung tâm là 841mm, chiếm 1/3 tổng lượng mưa hàng năm ở khu vực này. Lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ là 675mm, lượng mưa lớn nhất trong 1 giờ là 122mm, trong đó nhiều nhất là Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, tổng lượng mưa trong 10 ngày lên tới 886mm. Lượng mưa lớn nhất cục bộ xảy ra vào ngày 12 tháng 5. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ là 640,6mm. Đây là trận mưa lớn hiếm gặp. Mưa xối xả gây lũ lụt ở sông Bắc Giang, sạt lở đất và dòng mảnh vụn thường xảy ra ở khu vực mưa. Theo thống kê sơ bộ, lượng mảnh vụn tích tụ dưới vành đai dòng mảnh vụn trong khu vực mưa bão lên tới 120 triệu mét khối. Mực nước đỉnh lũ đợt này cao, tốc độ dòng chảy lớn, lên xuống dốc, tốc độ dâng cao, tốc độ dâng lớn, thời gian nước dâng cao ngắn. Trận lũ đã làm ngập 132.000 ha đất canh tác, làm sập hơn 60.000 ngôi nhà, có người nói là 160.000 ngôi nhà, ảnh hưởng đến 2,29 triệu người và hơn 570.000 người bị lũ bao vây, trong đó có 493 người chết và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là khoảng 440 người. Năm quận và hàng nghìn ngôi nhà bị ngập lụt, hơn 750 hồ chứa san tang bị cuốn trôi, 201 bờ kè, 138 nhà máy điện nhỏ, 647 cây cầu, 42 tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại vượt quá 500 triệu nhân dân tệ. Quận Kinh-Quan gần 300 triệu nhân dân tệ. Theo thống kê, khoảng 110.000 ha đất canh tác bị bao phủ bởi bùn cát vàng, độ dày từ 0,3 đến 2 mét, có nơi tới 3 mét. Tháng 5 năm 1982, trong trận lũ lụt ở Thanh Viễn, Ngô Khắc Hoa, khi đó là tư lệnh quân Quảng Châu, đã chỉ huy quân đội tham gia chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Hơn 1.000 người đã được điều động, bao gồm 2 thuyền máy, 20 thuyền đơn, 87 thuyền, 7 xe tăng lội nước và 28 phi vụ máy bay. Kể từ đó, 33 đội y tế từ Quảng Đông đã đến khu vực xảy ra thảm họa để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đồng thời dọn dẹp và chôn cất xác người và động vật. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5, Ven Jogi, bí thư thứ nhất của tỉnh ủy Quảng Đông và thời điểm đó là Lưu Chan Phu, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, đã đến thăm Kinh Quan. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 31 tháng 5 năm 2021, miền Nam Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng của một rãnh áp thấp, đồng thời xuất hiện nhiều đợt mưa lớn ở nhiều nơi tại Quảng Đông. Cho đến đêm hôm đó, Macau đã bắt đầu chịu ảnh hưởng dần dần của rãnh áp thấp. Cục khí tượng đã đưa ra một thông báo đặc biệt vào lúc 7 giờ 50 phút tối, cho biết rằng sẽ có dông bão ảnh hưởng đến Macau trong 2 giờ tới. Phát tín hiệu cảnh báo dông bão lúc 20 giờ 15 phút, hủy cho đến 11 giờ 45 phút tối. Vào lúc 12 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, một khu vực dông bão khác tiếp cận Macau, thời tiết dần trở nên bất ổn. Cục khí tượng đã đưa ra một cảnh báo dông bão khác vào lúc 12 giờ 35 phút sáng, khi mưa bắt đầu mạnh dần lên. Cục khí tượng đã đưa ra cảnh báo này vào lúc 2 giờ 45 phút sáng. Tín hiệu cảnh báo mưa dông màu vàng, sau đó mưa tăng mạnh, cục khí tượng đã thay tín hiệu cảnh báo mưa dông màu đỏ lúc 4 giờ 25 phút sáng và đổi tín hiệu cảnh báo mưa dông màu đen đầu tiên của năm vào 35 phút sau đó. Mưa bão năm 2020, tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đen là đầu tiên sau khi sửa đổi tín hiệu cảnh báo. Mưa tập trung chủ yếu ở bán đảo Macau, ba trạm thời tiết Mount Fortress, Maritime Museum và Orchid Harbour Wharf từng ghi nhận lượng mưa vượt quá 100mm trên giờ. Sau đó, trạm thời tiết Mount Fortress ghi nhận tổng lượng mưa cao nhất là 306mm vào lúc 6 giờ sáng. Để đối phó với tình trạng mưa yếu đi, Cục khí tượng đã thay đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ lúc 7 giờ sáng và thay đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng 1 giờ sau đó, đồng thời hủy bỏ tất cả các tín hiệu cảnh báo mưa bão lúc 9 giờ 50 phút sáng và dông bão cảnh báo cũng được đưa ra lúc 10 giờ 10 phút sáng. Do trời mưa xối xả, Cục Giáo dục và Phát triển Thanh niên đã thông báo vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm đó rằng giáo dục trung học cơ sở sẽ tạm dừng vào buổi sáng và các trường tiểu học, mẫu giáo và giáo dục đặc biệt sẽ đóng cửa cả ngày. Vào trưa ngày 1 tháng 6, thời tiết ở Macau lại trở nên bất ổn. Cục khí tượng lại đưa ra cảnh báo dông bão và lại phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 2 giờ 15 phút chiều, 25 phút sau chuyển thành cảnh báo mưa bão màu đỏ. Để đối phó với tình trạng mưa yếu đi, Cục khí tượng đã thay đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 6 giờ 20 phút chiều, nhưng mưa lại tăng cường vào buổi tối và Cục khí tượng đã thay đổi tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ lúc 9 giờ 15 phút tối.
mưa tập trung ở khu vực các đảo xa. Khi mưa bắt đầu yếu đi, Cục Khí tượng đã thay đổi cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 10 giờ 45 phút tối và hủy bỏ tất cả các cảnh báo mưa bão lúc 11 giờ 20 phút tối. Đồng thời, cảnh báo mưa dông cũng bị hủy bỏ lúc 12 giờ 45 phút sáng ngày 2 tháng 6. Lũ lụt kéo sập nhà, cuốn trôi xe cứu hỏa, Trung Quốc lập tức phát báo động đỏ số 1. Trung Quốc lại chứng kiến những trận lũ nghiêm trọng trong năm 2023. Mưa lũ làm sập nhà ở Trung Quốc. Vào sáng sớm ngày hôm qua, một đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe cứu hỏa vùng vẫy giữa làn nước lũ được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Địa điểm xảy ra vụ việc là quận Khúc Giang, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, khu vực này bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo thông báo của Sở Cứu hỏa Thiều Quan, sau khi đã chuyển những người dân bị lũ bao vây đến nơi an toàn, xe cứu hỏa của trạm bất ngờ gặp dòng lũ dữ. Mực nước không ngừng dâng cao bủa vây chiếc xe. May mắn tài xế đã nỗ lực lái xe thoát khỏi dòng nước lũ, không có ai bị thương. Tình hình mưa lũ nghiêm trọng cũng được ghi nhận tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến người dân không kịp xoay sở. Theo Nang Gu Jinbao, một ngôi làng ở huyện Thương Ngô đã hứng chịu trận lũ quét do lượng mưa lớn gây ra. Trận lũ đã xóa sổ ít nhất một ngôi nhà trong chốc lát. Đồng thời, cuốn theo nhiều vật dụng cũng như những thành gỗ lớn. Báo động đỏ số 1. Theo thông báo của Văn phòng Thông tin Bộ Thủy lợi Trung Quốc, ngày hôm qua từ 20 giờ ngày hôm qua đến 20 giờ ngày hôm nay, khả năng cao xảy ra thảm họa lũ quét cảnh báo màu da cam ở các khu vực phía Tây Chiết Giang và Đông Bắc Giang Tây. Trong đó, khả năng cao xảy ra lũ quét báo động đỏ ở khu vực Đông Bắc Giang Tây. Các khu vực khác cũng có thể xảy ra lũ lụt do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Tờ Jianman News của Trung Quốc cho biết, kể từ tháng 6 năm nay, khu vực miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn. Mực nước sông ở nhiều tỉnh tăng vọt và gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử. Khi khu vực đô thị bị nhấn chìm vào một tòa nhà bằng gỗ ở một ngôi làng ở Dung Thủy, Quảng Tây bị sập, khiến 5 người gặp nạn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cảnh báo một trận lũ lớn có thể xảy ra ở lưu vực sông Châu Giang. Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến cho biết, từ 8 giờ ngày hôm kia đến 6 giờ ngày hôm qua, lượng nước mưa đo được ở 987 thị xã, thị trấn ở 82 quận huyện trong tỉnh vượt quá 250mm. Trong đó, 409 thị xã, thị trấn ở 61 quận huyện vượt quá 400mm và 30 thị xã, thị trấn ở 9 quận huyện vượt quá 600mm. Từ 6 giờ ngày hôm kia đến 6 giờ ngày hôm qua, lượng mưa ở 116 thị xã, thị trấn của 18 quận huyện trong tỉnh vượt 50mm. Trong đó, 53 thị xã, thị trấn của 6 quận huyện vượt 100mm. Theo mạng dự báo thời tiết Trung Quốc vào ngày hôm kia, lượng mưa hàng ngày ở huyện Tùng Khê, tỉnh Phúc Kiến vượt qua 225,6mm, lập kỷ lục mới về lượng mưa hàng ngày đo được ở địa phương này. Theo báo cáo mới nhất từ CCTV vào sáng qua, mực nước của lưu vực sông Tùng Khê đã giảm xuống dưới mực nước đảm bảo. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương, nước lũ tại hiện trường cơ bản đã rút, công tác sơ tán và nạo vét đang được tiến hành tại Quảng Tây. Theo báo cáo của cơ quan quản lý khẩn cấp ngày hôm kia, trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 2,349 triệu người tại 110 quận huyện của 14 thành phố toàn khu vực. 145.000 người được đưa tới nơi an toàn khẩn cấp và 307.000 người cần hỗ trợ sinh hoạt khẩn cấp, 10.600 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Trung Quốc hứng chịu mưa lớn, nắng nóng bất thường và lốc xoáy. Trung Quốc đang đối mặt với 3 hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường tại các khu vực trên khắp đất nước, gây ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Reuters đưa tin, Trung Quốc hiện đang đối mặt với một sự kết hợp được xem là bất thường của các hiện tượng mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy tại các khu vực trên cả nước. Hàng triệu người đã phải di tản, các công trình bị thiệt hại và đất canh tác nông nghiệp bị ngập trong nước. Phía Nam Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục mưa lớn cho đến cuối tuần. Trong tuần qua, mưa như chút nước đã gây ra thiệt hại đáng kể với một số khu vực rộng lớn và nông dân. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ tháng 4, trước mùa mưa, báo hiệu sự chuyển giao từ mùa xuân sang hè và đầu tháng 6. Trung Quốc có lịch sử lâu đời đối mặt với lũ lụt.
trong những năm qua, quốc gia tỷ dân đã trở nên dễ tổn thương hơn với hiện tượng thiên tai này do nạn phá rừng, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu. Trung Quốc cũng cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất của các sự kiện thời tiết cực đoan, trong bối cảnh lượng mưa và nhiệt độ ở một số địa phương nhiều lần tăng lên mức kỷ lục trong những năm qua. Hôm qua, một trận lốc xoáy đã càn quét qua tỉnh Quảng Châu. Trong một cơn bão lớn, khoảng 5.400 khách hàng đã bị mất điện ở thành phố miền Nam. Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm. Với sóng cao ở khu vực sông Châu Giang rộng lớn, khiến chính quyền trung ương đã phải điều nhân viên phòng chống lũ lụt chuẩn bị ứng phó với nguy cơ. Một trạm theo dõi đã ghi nhận một con sóng cao 2,45m vào ngày hôm kia, cao nhất trong vòng 20 năm qua. Trong khi đó, cơ quan thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến cảnh báo rằng lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, gây ra nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Trong lúc miền Nam Trung Quốc đối phó với nguy cơ lũ lụt diện rộng, thì tại miền Trung và Bắc của Trung Quốc, dự kiến sẽ đối mặt với nhiệt độ cao bất thường trong tuần tới, vượt ngưỡng 40 độ C. Thưa quý vị, nhiều tuần trở lại đây, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu những cơn mưa lớn. Mưa liên tục nhiều ngày khiến tình trạng lũ lụt nhanh chóng xảy ra, nhấn chìm nhiều đường phố và nơi ở của người dân các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Bên cạnh đó, vòi rồng và nắng nóng bất thường cũng là hai hình thái thời tiết cực đoan khác đang tấn công đất nước tỷ dân, khiến hàng triệu người phải di tản. Sau đây là thông tin chi tiết. Mưa lớn kỷ lục trong 60 năm ở Trung Quốc. Tuần qua, những trận mưa lớn liên tục xảy ra ở miền Nam Trung Quốc khiến lưu vực sông Châu Giang phải hứng chịu trận lũ lụt lớn hiếm thấy. Trong khi đó, ở miền Bắc Trung Quốc thì phải chịu cảnh nhiệt độ cao, nhiều nơi có khi vượt qua 40 độ C. Ở vùng Hoa Nam Trung Quốc, mực nước sông Châu Giang chảy qua khu vực đã tăng vọt do mưa lớn trong nhiều ngày, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều nơi. Phúc Kiến có nơi nước ngập đến nửa tầng lầu. Quảng Đông có tình trạng là trạm máy thủy điện bị sập. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, đợt mưa này sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất là một tuần. E rằng không như là dẫn đến một đợt thiên tai mới, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thu hoạch ngũ cốc ở Nam Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả mực nước sông Châu Giang dâng cao này là thuộc dạng lớn nhất trong cả thế kỷ. Tổng cộng 117 con sông trên lưu vực sông Châu Giang đã bị vượt mực nước cảnh báo. Trong tuần tới, tại đây sẽ là chịu một đợt mưa lớn nên tình hình vẫn rất khó lường. Rất nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa xối xả gây lũ lụt, tiêu biểu như là ở Quảng Tây hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng từ cuối tháng 5. Tính đến ngày hôm qua, có 14 thành phố, 110 huyện và thị trấn với khoảng 2.349 triệu người đã bị ảnh hưởng. Chỉ riêng một trận lũ vào tuần trước ở phía Bắc tỉnh Quảng Tây đã làm ít nhất 7 người không qua khỏi. Truyền thông nhà nước Trung Quốc khi đưa tin tình hình lũ lụt này thường hạn chế nhắc tới tổn thất về người, nên không thể ước tính có bao nhiêu người không qua khỏi vì đợt lũ này. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đã yêu cầu các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình lũ lụt và tăng cường các nỗ lực kiểm soát lũ ở các hồ chứa có mưa, các sông nhỏ và nhỡ ở khu vực miền núi. Năm nhóm công tác đã được cử tới tỉnh Quảng Đông và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía Nam Trung Quốc, nơi phản ứng khẩn cấp được duy trì ở cấp độ 3. Với lượng mưa lớn vừa dự kiến, các con sông ở khu vực cấp tỉnh bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang có khả năng là xuất hiện lũ vượt mức báo động với các trận xả lũ lớn ở một số con sông vừa và nhỏ, lốc xoáy lớn tại Phật Sơn, Quảng Đông. Và hôm qua, cơn lốc xoáy vòi rồng mức gió cấp 5 đã xảy ra gần làng Nha Giao, trấn Đại Lịch, huyện Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Các nhân chứng cho biết lốc xoáy kéo dài khoảng 1 phút. Được biết, xác minh có khoảng 5.000m2 mái tôn bị hư hại liên quan đến 24 nhà xưởng ở thị trấn Đại Lịch, 19 chiếc xe hơi, 27 cây vườn và 4 biển quảng cáo bị quật đổ. Đoạn video do người dân địa phương chia sẻ với lốc xoáy vào lúc 7 giờ sáng ở thành phố Phật Sơn, Quảng Đông đã ghi lại cảnh những tấm tôn bị gió thổi tung lên không trung, tia lửa bắn tung tóe. Trung tâm chỉ huy giao thông nhận được tin báo, một đội xe tại đường cao tốc Thần Hải đi qua đoạn Đại Lịch đến Tại Biên đã gặp lốc xoáy làm xe tải bị lật và 8 xe ô tô con khác bị hư hỏng nhẹ.
Số liệu thống kê từ năm 1991 đến năm 2022 cho thấy các tỉnh Giang Tô, Quảng Đông, Hồ Bắc, An Huy của Trung Quốc là những khu vực có nhiều lốc xoáy, trong đó nhiều nhất là ở Giang Tô và Quảng Đông, với mức trung bình hàng năm lần lượt là 4,8 và 4,3 trận. Tiếp theo là Hồ Bắc và An Huy với khoảng là 2 trận, hàng triệu người Trung Quốc phải di tản. Hãng tin Reuters của Anh cho biết, tuần này Trung Quốc đã chịu ảnh hưởng bởi sự hội tụ hiếm hoi của mưa lớn kỷ lục, cùng với sóng nhiệt và lốc xoáy ở siêu đô thị phía nam của Quảng Châu khiến nhiều người phải di tản, làm hư hại tài sản và đất canh tác. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin, miền nam nước này dự kiến sẽ có mưa xối xả cho đến cuối tuần này. Hiện chưa có biện pháp cứu trợ ngay lập tức cho các khu vực rộng lớn và nông dân bị ngập lụt trong những trận mưa như chút nước trong tuần qua. Vào cuối tuần qua, một trận lốc xoáy đã xé toạc các khu vực ở Quảng Châu trong một trận mưa lớn, cắt nguồn cung cấp điện cho hơn 5.400 người đang dùng ở thành phố rộng lớn phía Nam. Truyền thông địa phương ở Quảng Châu đưa tin về mực nước nguy hiểm với sóng cao ở lưu vực sông Châu Giang, khiến chính quyền trung ương phải cử nhân viên phòng chống lũ lụt để hỗ trợ công tác ứng phó. Một địa điểm quan sát trong thành phố đã ghi nhận con sóng cao 2,45m vào ngày hôm vừa qua, cao nhất trong 20 năm qua. Cảnh báo thiên tai đã được tỉnh khác đưa ra trong tuần này, đã thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi các đường phố tại nhiều đô thị phía Nam chìm trong nước. Đường cao tốc bị chia cắt và nhiều mẫu đất nông nghiệp trở thành đầm lầy. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao bất thường trong tuần tới, vượt qua 40 độ C. Thời tiết nắng nóng này đã bao trùm thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lượng mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm nay. Đập Tam Hiệp nguy cơ vỡ, khoảng 40.000 dân Trung Quốc được sơ tán sau khi mực nước dâng cao ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp do mưa lũ nhiều ngày qua. Mưa lớn là mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cuối tuần qua nâng lên mức 147m, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ. Chỉ trong một ngày, lượng nước đổ về con đập này tăng từ 20.500 m khối một giây lên tới 26.500 m khối một giây. Hồi đầu tuần, Trung Khánh cũng đưa ra cảnh báo đỏ về trận lụt lớn nhất có thể diễn ra trong vòng 80 năm qua. Kể từ năm 1940, ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp, hơn 40.000 người sau đó đã được sơ tán. Theo Taiwan News, những trận mưa xối xả cho tới nay đã ảnh hưởng tới 8 triệu người dân dọc theo sông Dương Tử và gây thiệt hại 2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, cảnh báo mưa lũ mức cao nhất đã được phát ra cho các cộng đồng dân cư ở Trung và Hạ Nguồn, trong đó có 10 tỉnh thành là Quế Châu, Trung Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc Giang, Tây An, Huy Giang, Tô Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây. Trạm khí tượng Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo mưa to trong 2-3 ngày liên tiếp. Lưu vực Dương Tử tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn và mực nước ở thượng lưu đập Tam Hiệp đang vượt qua mức cảnh báo. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ, 600 triệu người Trung Quốc sẽ lâm nguy. Những cơn mưa lớn và ngập đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Trung Quốc, khiến nhà khoa học Wang Weilu cảnh báo về sự an toàn của đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vào ngày đầu tháng, mưa to và sạt lở đã xuất hiện ở miền Nam Trung Quốc, khiến 7.300 ngôi nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 8 triệu người. Tính đến sáng nay, các quan chức địa phương ước tính sơ bộ nền kinh tế thiệt hại khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ. Các trận mưa lũ liên tiếp đã làm dấy lên lo ngại của người dân Trung Quốc về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Đập thủy điện lớn nhất thế giới nằm ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, được khởi công xây dựng năm 1994. Nhà khoa học Wang Weilu cho biết đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người tưởng. Bên cạnh đó, ông Wang chỉ ra thiết kế xây dựng và thẩm định chất lượng của con đập đều được thực hiện bởi cùng một nhóm chuyên gia và thời gian hoàn thành dự án thì quá nhanh. Tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc Jie Jianchun cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất 148 con sông trong nước đã vượt qua mức cảnh báo. Điều đó chứng tỏ rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Ngoài ra, ông Wang Weilu còn cho biết mối lo ngại lớn nhất chính là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt chuẩn trong quá trình thi công đập Tam Hiệp. Theo ông, nếu xảy ra sự cố vỡ đập thì sẽ để lại hậu quả thảm khốc đối với người dân sống ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang và cảnh báo mọi người nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt.
Theo kênh truyền hình trực tuyến CCTV, mực nước bên trong đập Tam Hiệp đã cao quá so với tiêu chuẩn chống lũ. Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu của đập Tam Hiệp Trung Quốc cho hay, trong 17 năm qua, tổng cộng có 873.800 tàu chở 12,23 triệu hành khách và 1,46 tỷ tấn hàng hóa đã ghé ngang qua đập Tam Hiệp. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đang bị ngập nghiêm trọng, mực nước tại hồ thủy điện Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động, đối mặt với nguy cơ bị vỡ, đe dọa tính mạng của 600 triệu người Trung Quốc sống ở hạ lưu. Theo truyền thông Trung Quốc và quốc tế, thời tiết ở Trung Quốc đại lục đã bất thường trong nhiều ngày qua. Mực nước tại đập Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động từ cách đây vài ngày. Sự an toàn của con đập lớn nhất thế giới này lại trở thành đề tài nóng được bàn tới. Thế giới bên ngoài lo lắng cho 600 triệu người dọc theo sông Dương Tử có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Truyền thông cho biết lượng nước đổ vào đập Tam Hiệp là 26.500 mét khối mỗi giây vào thứ Bảy, tăng 6.000 mét khối mỗi giây so với 20.500 mét khối mỗi giây vào thứ Sáu. Đến Chủ nhật, mực nước trong hồ đã vượt quá mức báo động lũ bão, gây ngập lớn cho nhiều vùng ở thượng lưu. Các tàu chở các địa phương neo đậu ở ven biển đã bắt đầu nhổ neo và thu thập dây neo để ngăn ngừa tai nạn như mất neo và đứt cáp. Bộ phận hàng hải đã tăng cường kiểm tra tàu và kiểm tra các vùng biển và bến cảng quan trọng. Sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh hôm qua đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1940. Mực nước cao nhất đạt 227,6 m, vượt quá mực nước an toàn 5,1 m. 100.000 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Trạm giám sát thủy văn Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ về ngập trong lưu vực sông Kỳ Giang. Đông Phương dẫn tin, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống ngập và hạn hán quốc gia của Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, đợt mưa lũ này đã khiến tổng cộng 8.521.000 người ở 24 tỉnh thành khu tự trị bị ảnh hưởng. Gần nửa triệu người đã phải sơ tán và hơn 7.300 ngôi nhà bị sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 20,67 tỷ nhân dân tệ. Thượng lưu, trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Mực nước trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên và đã vượt quá mức cảnh báo, ngập gần 2 mét vào Chủ nhật vừa qua. Trên mạng Trung Quốc gần đây đã lan truyền một bài báo phân tích về thương vong cụ thể của vụ vỡ đập. Trong đó nói rằng, nếu đập Tam Hiệp bị vỡ hoàn toàn, hơn 10 tỷ mét khối lũ sẽ trút xuống trong một thời gian ngắn. Và khu vực ven sông từ đập Tam Hiệp đến thành phố Trường Sa, Hồ Nam sẽ phải chịu đựng tác động trực tiếp của trận lụt với lưu lượng đỉnh lũ là 1 triệu đến 2,37 triệu mét khối mỗi giây và tốc độ xả sẽ cao tới 100 km mỗi giờ. Thiệt hại sẽ rất thảm trọng. Bài báo chỉ ra rằng, độ cao trung bình của mặt đất ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc cao hơn mực nước biển dưới 50 mét. Nếu lũ lên cao tới 64 đến 74 mét so với mực nước biển đổ tới, sẽ làm vỡ đập các châu bá rồi nhấn chìm toàn bộ thành phố cùng tên. Sau đó đổ tới thành phố Nghi Xương chỉ trong nửa giờ. Người dân cơ bản không có cơ hội trốn và thành phố có thể thiệt hại 500.000 người. Ngoài ra, các thành phố xa thị Hồ Bắc, Bình Nguyên, Giang Hán, Vũ Hán, Nam Kinh, thậm chí các tuyến đường sắt Bắc Kinh, Quảng Châu và Bắc Kinh, Cổ Long đều bị ảnh hưởng. Theo Đông Phương, một chuyên gia lo ngại rằng đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan, với mưa lớn ở cả thượng, trung, hạ lưu sông Dương Tử cùng một lúc có nguy cơ vỡ đập và hiện tượng biến dạng đập gần đây lại được nói đến. Ông nói rằng khi đập Tam Hiệp được xây dựng cùng một đội ngũ chịu trách nhiệm cả luận chứng thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng xây dựng cuối cùng rõ ràng là cầu thủ kiêm trọng tài. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng cho những ngày ở miền Trung và Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hồ Bắc và Nam An Huy. Đồng thời, mực nước của đập Tam Hiệp vượt có mức báo động phòng chống ngập, gây ra lo ngại 600 triệu người dọc theo sông Dương Tử có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Trên thực tế, chất lượng công trình và khả năng chống lũ của đập Tam Hiệp đã bị nghi ngờ trong những năm gần đây. Đã có chuyên gia thủy lợi từ lâu đã cho rằng đập Tam Hiệp sẽ gây hậu quả tai hại. Đối với đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết cực đoan với mưa lớn ở cả thượng nguồn và hạ lưu sông Dương Tử, gần đây đã có tin đập bị biến dạng.
Trên thực tế, ngay từ năm ngoái, một bức ảnh vệ tinh đã được lưu hành trên mạng Internet Trung Quốc cho thấy thân đập của đập Tam Hiệp bị biến dạng rõ rệt với mức đáng kể khi so sánh với bức ảnh chụp trước đó. Tuy nhiên, tập đoàn Tam Hiệp sau đó đã lên tiếng bản đồ vệ tinh Google có liên quan không phải do vệ tinh trực tiếp chụp mà được hình thành bởi một loạt thuật toán do sự khác biệt trong một số thuật toán giữa Google Maps và Genie Maps. Một số cảnh đã bị lệch, dữ liệu giám sát kể từ khi đập hoạt động cho thấy tất cả các kiến trúc vẫn bình thường. Nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc sau đó dẫn lời các chuyên gia nói rằng đập Tam Hiệp có độ di chuyển ngang khoảng 3 cm, nhưng đó chỉ là biến dạng đàn hồi và là một hiện tượng bình thường trong xây dựng. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chuyên gia thủy lợi Vương Duy Lạc hiện sống ở Đức đã nghi ngờ dự án đập Tam Hiệp không hề có khả năng chống lũ như chính phủ nói và mục đích thực sự của việc xây dựng đập của chính quyền là để phát hiện. Khi trước nhiều nhà khoa học lo ngại về tính khả thi của cơ chế kiểm soát lũ đã từ chối ký tên vào báo cáo khả thi, ông phát biểu trên trang China Press khi mới xây dựng các học giả nổi tiếng như Tiền Chính Anh, Trương Quang Đấu, phụ trách thiết kế và giám sát chất lượng công trình đã viết thư cho ông Quách Thụ Ngôn, phó chỉ huy công trình đập Tam Hiệp, phàn nàn về chất lượng xây dựng không tốt do xây dựng quá nhanh, thời gian quá ngắn. Ông cho rằng nếu đập vỡ thì tính từ thân đập cho đến thượng hải ra đến cửa biển, tất cả đều sạch trơn. Ông kêu gọi các cư dân ở hạ lưu hãy chuẩn bị tâm lý, sớm có kế hoạch cứu sinh. Cô giáo sư Đại học Thanh Hoa Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc khi còn sống, đã đề xuất rằng đập Tam Hiệp sẽ gây ra 12 hậu quả thảm khốc, bao gồm làm sạt lở bờ ở hạ lưu sông Dương Tử, cản trở vận tải đường sông, di dân, tích bùn đáy hồ, chất lượng nước xấu, lượng điện sản xuất không đủ, khí hậu bất thường, động đất thường xuyên, bệnh sán máng lây lan, suy thoái sinh thái, ngập nghiêm trọng ở thượng nguồn. Tất cả 11 điều cảnh báo này đều đã ứng nghiệm trong những năm gần đây. Và cuối cùng, giáo sư cho rằng đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ bị buộc phải cho nổ tung. Theo Đông Phương, bên cạnh nỗi lo về ngập lụt do đập Tam Hiệp gây ra và vỡ đập do mưa lớn, ngay từ khi đập mới xây dựng, điều đáng quan tâm nhất là nhiều con đập đã trở thành mục tiêu quan trọng trong thời kỳ chiến tranh. Nếu đập Tam Hiệp bị thiệt hại hoặc hư hại do chiến tranh hoặc khủng bố, các sinh linh vùng hạ lưu sông Dương Tử sẽ gánh chịu thảm họa, ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người. Những người lạc quan cho rằng đánh bom các cơ sở thủy lợi dân sự quy mô lớn như thế, ảnh hưởng sinh mạng hàng trăm triệu người sống là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và sẽ không xảy ra trong các cuộc chiến tranh hiện đại, trong khi các phương pháp mà các tổ chức khủng bố sử dụng rất khó gây thiệt hại cho con đập. Ngay cả nơi yếu hơn là Âu Thuyền cũng được xây dựng 5 cấp tại Đàm Tử Lĩnh, không liền với đập chính, vì vậy sẽ không gây vỡ đập. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đập Tam Hiệp nằm ở vùng dựa trên bản đồ Trung Quốc cách bờ biển và biên giới hơn 1.000 km. Nếu một quốc gia định tấn công bằng máy bay ném bom, nó sẽ bị chặn ở gần bờ biển. Ngay cả đối với máy bay ném bom tàng hình cũng phải mất hơn 1 giờ để bay từ biên giới đến Tam Hiệp và PLA có đủ thời gian để ứng phó. Nếu dùng tên lửa hành trình tầm xa tấn công đập Tam Hiệp, do tốc độ tên lửa khá chậm, lực lượng phòng không mặt đất và lực lượng chiến đấu cơ PLA cũng đủ thời gian đối phó. Tuy nhiên, kết luận của cuộc chiến tranh luận là cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nên thuộc phạm chủ an ninh quốc gia, không thuộc vấn đề phải xem xét khi thiết kế an toàn đập. Nhưng sau đó, cũng có người chỉ ra rằng thân đập của Tam Hiệp là loại đập trọng lực bê tông mạnh nhất và áp dụng thi công đổ theo giai đoạn. Ngay cả khi thân đập bị nổ, nó sẽ không gây ra sự cố vỡ đập trên toàn bộ dòng, có khả năng kháng đòn tấn công hạt nhân ở mức độ nhất định.